Xin chào các bạn, sau đây mình sẽ như các bạn cách tạo hình thư chín. Kiểu ai cũng sai. Sai như một người đó. Vì nhang sai một chỗ mình một giá thế. I
Thank you.
nhất vài môn. Chắc không. Đây, chắc nhận được.
cho cháu một cái búa bên đó. Ừ.
ngồi rằng được thế. Anh ngồi chiếm lớn. Rồi anh ngồi rằng được thế. Anh ngồi gì? Sau đây mình sẽ nấu bông ba cơ sẵn rồi. Vẫn con máy mình vô lại của mình. Kéo. Con ba. Con ba như cả cái đó.
tối mới kịp học. Sống sáp sáp đi. À sáp ngồi nói ra nữa. Tự tạm biểu chắc mình nhớ.
tôi mới đi không? Xem một một khi công nhau là hợp tại hợp là được qua đó. Còn mặc vào đây rồi cũng như được. Phải cầm đấy. Một đơn nữa là dễ chạy tâm. Con 5 cái, quấy thêm 1 tiếng nữa là con 1 cái. 5 cái à, đúng. Con 5 cái, quấy thêm 2 tiếng nữa là được 4 cái. 4 cái thì được 1 tiếng nữa là được 5 cái. Xong thêm cho 1 tiếng, nửa tiếng nữa thì quấy mấy cái 3 phút nữa. Quá.
sợ mai em đi em mà quay em bố thì 10 giờ đi lớn 25 giờ thôi. Bên nữa là mẹ cái đôi đấy để tủ để đôi phong này được phong mua phong ấy xong sẽ bị dài tủ nữa đôi là cái từ là không rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Mình hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.